chào <coughs> bạn nếu bạn có nhìn thấy bài post <coughs> của mình trong tuần trước thì đã biết rằng mình vốn là muốn nuôi về cuộc poker của nhật bản nhưng thời điểm mà mình chuẩn bị video và đăng video có khoảng kệ một tuần cho nên bây giờ mình làm video đến khi bạn nhìn thấy video chắc đã có nhiều tình hình thay đổi rồi cho nên mình thấy không có ý nghĩa nhiều lắm ngoài ra khi các bạn nhìn thấy video này các bạn đã biết tổng thống mỹ năm Mỹ là ai rồi nhưng bây giờ mình vẫn không biết cho nên cũng không thể bàn về nó thay vào đó xin để mình bàn về một chủ đề là bắt đầu từ một thế sự mà có lẽ ít ngày Việt Nam có quan tâm tới nhưng sau đó sẽ bàn về quan hệ của Việt Nam với nghệ Hoa và quan điểm cá nhân mình <laughs> có lẽ sẽ tổng thật tình cảm dâm tộc của một số khán giả nếu vậy mình chỉ có thể xin các bạn thông cảm và bỏ qua cảm ơn gần đây có một video game mới ra mắt đó chính là Tam Quốc Chí Tám remake đó là công ty Nhật Bản Koi chế tạo theo quan sát của mình hình như người Việt Nam tuy rất thích câu chuyện của Tam Quốc nhưng in này có chơi game series này Hình à, ý nghĩa là Wikipedia tiếng Việt không có giới thiệu nhưng mà trong vùng tiếng Trung ở à, tôi là ký ức tuổi thơ của nhiều người à, cũng bao gồm mình Bắt đầu từ thế hệ sáu vào 25 năm trước mình đã có chơi game series này rồi cách chơi của game series này có hai loại một là người chơi chỉ có thể đóng vai quân chủ cách kết, kết thúc là thống nhất thiên hạ à, đó chính là cách chơi của Tam Quốc 14 hay là nghề chơi có thể đóng vai bất cứ nhân vật nào, có thể kết thúc bằng nhiều cách dựa theo bản là đóng vai nhân vật nào. Nếu là quân chủ thì phải thống nhất thiên hạ, hay ý nghĩa là có thống nhất một khu vực. Nếu là tấn quân thì chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ, tích lũy danh tiến đến một mức nào đó thì có thể kết thúc. Đó chính là cách chơi của Tam Quốc Tám Remake. Trong mấy ngày đã qua, mình thực sự có sai nhiều thời gian chơi Tam Cuo Tam Remake. À, uh, nhưng à, uh, mình thấy mình đã không thể ôn lại ký ở tuổi thơ của mình rồi. À, tất nhiên, à, game này vẫn là thú vị. À, uh, chỉ là mình đã hiểu biết lịch sử thực tế của Tam Cuo rồi. À, uh, cho nên mình cảm thấy có nhiều thiết kế của game này đáng kể. Game này có tên là Tam Cuo Chí, nhưng Tam Cuo Chí là sự liệu do sử gia Trường Thọ thầy nhà Tấn viết ra. Bây giờ, những câu chuyện tam quốc mà đa số người quen biết thở ra là từ tiểu thuyết tam quốc diễn nhá đó là do La Quan Trung thầy nhà Minh viết ra. Những thiết kế về các nhân vật của game này thực ra là dự trên tam quốc diễn nhá mà không phải tam quốc trí. Điều khác biệt lớn nhất là tam quốc diễn nhá có chủ ảnh hưởng về lý hồ tông minh. Trong đó, cố ý miêu tả nhân vật của thủ quốc là người tội vì thú quốc muốn duy trì chính thống của nhà Hán, còn các dân vật của người quốc là ngày xấu ở à, vì người quốc Bắc hoàng đế nhà han dân bị còn ngô quốc thì không quan trọng lắm ở à, tại vì ngô quốc chỉ muốn các cơ ở địa phương không có ý thức hệ chính trị rõ ràng nói chung tác giả của tam quốc diễn nhã cố mang mục đích truyền tả luân lý của lý hồ Tông minh là trung thành với quân chủ à, cụ thể là dù hoàng đế vô tức vô năng thần tử cũng chỉ có thể từng lời hỗ trợ à, không nên Bắc hoàng đế dân bị nhưng lịch sử thực tế là trong thầy tam quốc Lý Hồ Tống Minh vẫn chờ ra mắt. Sự giả của khi đó là chấp nhận người quốc thay thế nhà Hán là hoàn toàn hợp lý. Nhà người là xứng đáng làm chính thống. À, tại vì họ là đi theo nho giáo Hán tầng, À, tức là khi hoàng đế vô tự vô năng, thần tử có thể bắt hoàng đế dân lý. À, đó là cơ chế tự điều chỉnh để duy trì đế quốc. Thế nội dung ở trên có gì liên quan với lịch sử Việt Nam? Ba năm trước, à, mình đã có làm một video nói rằng à, đối với việc áp dụng nho giáo làm ý thức hệ, từng lớp thống trị Việt Nam ngày và... xưa là tương từ với học tổ nhà Hán những hậu kiện mà chúng ta nhìn thấy trong tam quốc à ví dụ tàu thao lưu bị lá bố hay tôn quyền à, giai cấp chân chính của họ trong lịch sử chính là hậu tộc à, cho nên mình thấy mô hình hành động của họ có nhiều thứ cũng là tương tự với người thống trị việt nam ngày xưa vì vậy mình cảm thấy hay tiện là nếu bây giờ người việt nam chỉ tìm hiểu tam quốc thông qua tiểu thuyết tam quốc diễn nhã mà không phải sử liệu tam quốc chí À, tại vì các nhân vật trong tâm của diễn nhá chỉ là sự tưởng tượng của sĩ phu thầy nhà mình cho truyền tải ý thơ hệ thôi à, không phù hợp với uh, lịch sử thực tế nhiều lắm à, không có giá trị tham khẩu nhiều lắm à, tiếp theo xin để mình giải thích mô hình hành động của hậu tổ nhà hán trước